Cô gái 10 năm trước tuyên bố chỉ lấy chồng đại gia, đời không như là mơ. Chu Lan Quân sinh năm 1992 trong một gia đình ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Dù cha mẹ bận rộn, ít có thời gian chăm sóc con cái, nhưng cô vẫn bị họ kiểm soát chặt chẽ. Cô không được rớt khỏi top 5 trong lớp, bị cha mẹ cấm yêu đương sớm. Dù Chu Lan Quân có thành tích học tập nổi trội, nhưng cô không được bạn bè trong lớp ưa thích. Áp lực học tập cùng với việc bị cô lập ở lớp khiến cô nảy ra ý tưởng muốn kết hôn với người giàu có để sống một đời an yên. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011, cô đạt được thành tích rất cao, tuy nhiên sau đó cô lại chọn đến tỉnh Chiết Giang để học, khiến cha mẹ cô rất tức giận, giáo viên cũng không hiểu tại sao. Trước sự nghi ngờ của mọi người, Chu Lan Quân thẳng thừng nói, tôi đặc biệt chọn đại học Chiết Giang để kết hôn với một người thuộc thế hệ thứ hai giàu có. Năm thứ hai đại học, Chu Lan Quân vẫn học giỏi, nhận được nhiều học bổng nhưng chưa tìm thấy người chồng thuộc thế hệ thứ hai giàu có. Cô là người duy nhất trong lớp độc thân, không phải không có ai theo đuổi mà do cô chỉ luôn mơ tới một chàng trai giàu có. Năm 2014, cô đăng ký tham gia một chương trình hẹn hò và tỏ ra vô cùng tự tin. Cô chia sẻ, tôi muốn cưới một người thuộc thế hệ thứ hai giàu có, nếu không lấy được người chồng giàu thì tôi không kết hôn, đối phương phải có tài sản ít nhất 50 triệu nhân dân tệ, hơn 177,7 tỷ đồng, chứ không phải 49,99 triệu nhân dân tệ. Người dẫn chương trình lúc đó bị sốc trước tuyên bố của Chu Lan Quân. Mọi người tò mò cô có gì đặc biệt để thu hút những chàng trai giàu có. Cô lại một lần nữa gây sốc khi nói, ưu điểm của tôi là tính cách độc lập, suy nghĩ chín chắn và ngoại hình xinh đẹp. Cô rất tự tin không chỉ vì từ nhỏ cô đã học rất giỏi, mà còn vì ở trường đại học cô từng nhìn thấy bạn trai của một người bạn, hóa ra là thế hệ thứ hai giàu có. Trong mắt Chu Lan Quân, họ học không bằng cô, ngoại hình cũng không bằng, nhưng có thể tìm được bạn trai giàu có. Vậy thì tại sao cô lại không thể? Cô tiết lộ mình từng nhờ một người mai mối có kinh nghiệm. Người này nói cô có thể kết hôn với một đại gia có tài sản 20 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, cô tin chắc rằng với kiến thức và ngoại hình của mình, việc cưới chồng có tài sản 50 triệu nhân dân tệ sẽ không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần người có tài sản ròng 50 triệu thôi chưa đủ. Chu Lan Quân còn có những yêu cầu và điều kiện khác. Đối phương nhất định phải đẹp trai, tính cách tốt, nhất định phải là thế hệ thứ hai giàu có, hộ khẩu thành phố. Người dẫn chương trình có chút lo lắng về tâm lý của cô, nên cố thuyết phục cô đừng nghĩ tới việc dựa dẫm vào người khác mà hãy cố gắng trở nên giàu có bằng nỗ lực của bản thân. Không thuyết phục được Chu Lan Quân, người dẫn chương trình đành sắp xếp cho cô một cuộc hẹn xem mặt, không ngờ có tới 3 người giàu đồng ý gặp cô. Chu Lan Quân rất vui mừng khi biết chuyện. Vào ngày hôm sau, cô ăn mặc và trang điểm rất cẩn thận. Người đầu tiên là một thiếu gia họ Lưu, thuộc thế hệ thứ hai giàu có, gia đình có tài sản gần 100 triệu nhân dân tệ, hộ khẩu thường trú ở thành phố và khá đẹp trai. Chu Lan Quân tới điểm hẹn sớm một tiếng, nhưng bị thiếu gia họ Lưu cho leo cây. Cô thất vọng và chuyển sang chờ đợi buổi hẹn hò thứ hai, một thiếu gia họ Sùng. Điều kiện của người này kém xa Lưu, chỉ có tài sản ròng vài triệu tệ và đang làm luật sư. Gia cảnh như vậy vốn được coi là tốt, nhưng cô lại thất vọng nên tỏ thái độ bực bội trong cuộc gặp gỡ. Những điều kiện cô đưa ra khiến anh Sùng bật cười. Anh hỏi cô có lợi thế gì. Cô lần lượt giới thiệu các thành tích học tập của mình, chứng minh bản thân đủ giỏi. Tuy nhiên, anh Sùng đã từ chối cô. Điều kiện chàng trai thứ ba cũng rất tốt, nhưng Chu Lan Quân cảm thấy mình như bị nhóm làm chương trình lừa gạt nên ra sức chê bai chàng trai. Cô thậm chí còn khoe kết quả thi đại học của mình. Cuộc hẹn hò với người này cũng không có kết quả. Chu Lan Quân tức giận khi không tìm được chàng trai giàu có nào. Theo dân mạng, Chu Lan Quân có ngoại hình trung bình, dù học tập tốt nhưng cũng có nhiều người giỏi giang không kém cô. Những lời nói của cô khiến cư dân mạng hoài nghi liệu có phải nhóm làm chương trình đã dàn dựng hay không. Tuy nhiên, ekip chương trình tuyên bố tất cả đều là sự thật, không có kịch bản nào cả. Kết quả là sự chỉ trích nhằm vào Chu Lan Quân tăng gấp đôi. Mọi người xung quanh bắt đầu tránh xa cô, ngay cả bố mẹ cô cũng cảm thấy xấu hổ. Sau đó, Chu Lan Quân lại xuất hiện trên chương trình và xin lỗi trước công chúng về hành vi thô lỗ trước đây của mình. Cô cũng cho biết đã hiểu rõ vị trí của mình, giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị. Đã 10 năm trôi qua, Chu Lan Quân đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Cô không còn đắm chìm trong quá khứ, cũng không bị ám ảnh bởi việc kết hôn với thế hệ thứ hai giàu có.